Xin mến chào quý vị và các bạn. Ngạn ngữ có câu: chỉ kẻ ngốc mới làm luật sư bào chữa cho chính mình. Nhưng đối với Isaac Wright là một ngoại lệ, khi đã tự học luật trong thời gian thụ án chung thân và đã minh oan cho mình thành công. Hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hành trình rũ án oan do 7 người khai gian dối đổ tội. Quý vị và các bạn xem, nhớ ấn vào nút đăng ký kênh, cũng như là like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Sau cái chết của hàng loạt ngôi sao và vận động viên thể thao nổi tiếng vì sử dụng chất cấm vào năm 1986, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật chống lạm dụng ma túy. Đạo luật nhằm đảm bảo việc áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với tất cả người phạm tội về ma túy và chuyển tất cả tội phạm về ma túy vào bộ luật hình sự. Bang New Jersey, nước Mỹ cũng ra luật trùm ma túy ngay năm sau đó, nêu rõ mức án thấp nhất dành cho kẻ cầm đầu không được ít hơn 25 năm. Bang này định nghĩa ông trùm là người kiểm soát những người khác trong kế hoạch kiếm lợi nhuận từ sản xuất hoặc phân phối ma túy bất hợp pháp. Trong những năm đỉnh điểm của phong trào càn quét các ông trùm, công tố bang đã tìm ra một cái tên ông trùm đầu tiên, Isaac Wright. Ngày 25 tháng 7 năm 1989, cảnh sát New Jersey bắt và cáo buộc 9 người tham gia mạng lưới bán cocaine trị giá 20 triệu USD mỗi năm ở New Jersey. Công tố viên quận Somerset, Nicholas Bissell, nổi tiếng là người cứng rắn, đã quyết liệt áp dụng luật trùm ma túy của bang. Ông tuyên bố đây là đường dây ma túy lớn nhất khu vực New York, New Jersey, được cầm đầu bởi Isaac Wright, 28 tuổi, nhà sản xuất âm nhạc đang sống ở New York cùng vợ và con gái, kinh doanh phòng thu âm nhỏ. Công tố Bissell cho biết cuộc điều tra kéo dài 9 tháng, có tên Chiến dịch săn ông trùm. Cơ quan công tố cáo buộc đường dây của Isaac Wright hoạt động lâu năm. Mỗi năm bán khoảng 3.000 đơn cocaine, mỗi đơn khoảng 700 gram, tức hơn 2 tấn mỗi năm. Án oan từ 7 người nói dối. Sau khi bị giam giữ gần 2 năm, Isaac Wright bị xét xử vào năm 1991 theo đạo luật về trùm ma túy của New Jersey. Khi này, 8 bị cáo còn lại đều đã có thỏa thuận nhận tội, làm chứng chống lại Isaac Wright. Bị cáo Roberto nói rằng có thỏa thuận giao dịch hàng tuần trị giá 8.000 USD với Isaac Wright. Ma túy được tìm thấy trong nhà của Roberto, nhưng chưa bao giờ được tìm thấy tại các nơi liên quan Isaac Wright. Roberto sau này được hưởng án 15 năm tù. Còn vợ và em trai anh ta được đình chỉ truy tố hàng loạt tội danh hình sự. Hai bị cáo khác cũng làm chứng chống lại Isaac Wright rằng họ làm việc cho ông trùm Isaac Wright và mang lại tiền lãi cho ông chủ 70.000 USD một tuần. Họ khai Isaac Wright đã mang cocaine đến một ngôi nhà ở New Brunswick, New Jersey. Họ sau đó đóng gói và bán tại các khu chung cư. Lần lượt năm bị cáo khác cũng đưa ra những cáo buộc tương tự. Nhưng phiên tòa rung chuyển khi bị cáo cuối, Willie Simon, bất ngờ rút lại lời khai chống lại Isaac Wright. Anh ta nói hợp tác với công tố viên chỉ vì muốn được nhẹ án. Willie khi đó đối mặt với bản án lên đến 50 năm và do thỏa thuận nhận tội và làm chứng chống lại Isaac Wright. Người anh ta không quen biết, anh ta được công tố Bissell hứa hẹn mức án 15 năm 9 tháng. Tôi được nói bất cứ điều gì công tố yêu cầu để tránh phải vào tù lâu, Willie Simon khai trước tòa. Công tố viên Bissell sơ sẩm mặt, đọc lại cho anh ta lời khai tại giai đoạn điều tra, khẳng định Wright là trùm ma túy. Tôi không quan tâm đến bản tự khai nói gì, tôi đâu có được tự viết. Ở phiên tòa này, tất cả những gì chúng tôi phải làm là đổ tội cho Isaac Wright và sẽ được giảm án. Willie Simon
nói với vẻ bất cẩn. Một ngạc nhiên khác của phiên tòa là trùm ma túy lại không thuê bất cứ luật sư nào. Isaac Wright chọn cách tự bào chữa cho chính mình, dù chỉ tốt nghiệp cấp 2. Hành động mà sau này anh thừa nhận là cực điên rồ. Tôi chưa bao giờ có niềm tin trong suốt phiên tòa rằng sự thật sẽ lộ ra và hệ thống tư pháp sẽ minh oan cho mình. Tôi đã sớm biết rằng sẽ phải ngồi tù đến hết đời và không ai có thể làm gì giúp. Ngay cả trên bục nhân chứng tại phiên tòa, có những người ở đó và tôi không biết họ là ai. Chưa bao giờ gặp, nhưng họ chỉ tay vào mặt tôi, nói rằng tôi là ông chủ của họ. Isaac Wright nói và khẳng định toàn bộ vụ án này dựa vào những lời nói dối. Tại tòa, ngày 23 tháng 4 năm 1991, Wright phủ nhận mọi liên quan đến việc bán cocaine. Anh ta kêu gọi bồi thẩm đoàn làm nên lịch sử bằng cách tha bổng cho mình trước các cáo buộc, sản phẩm của dối trá và lừa lọc. Tôi thừa nhận đã đôi lần phạm luật trong đời, nhưng tôi chưa từng dính đến ma túy. Isaac Wright nói, sao tôi phải sống với vợ con trong căn chung cư tồi tàn nếu tôi kiếm được hàng chục nghìn USD mỗi tuần từ cocaine? Trước mặt các vị là một người đàn ông đã phải trả góp 6 năm mới mua được một chiếc ô tô cũ. Một người đàn ông khi bị bắt có 90 USD trong túi, 645 USD trong nhà và 143 USD trong ngân hàng, Wright nói. Dù vậy, chỉ dựa vào lời khai của các nhân chứng chống lại Wright, bồi thẩm đoàn đã kết án Wright 10 tội danh tàng trữ và buôn bán ma túy. Trong đó có tội danh là ông trùm buôn bán ma túy. Tháng 5 năm 1991, Wright bị kết án tù chung thân, không ân xá trong vòng ít nhất 30 năm. Hành trình 7 năm tìm công lý sau song sắt. Hai tháng sau, Wright đã đợi đơn lên công tố Bissell, các sĩ quan cảnh sát và hạt Somerset. Vụ kiện cáo buộc bên công tố đã khai man trước tòa và bắt giữ sai trái không lý do, không bằng chứng. Khi ở trong tù, Wright dành phần lớn thời gian trong thư viện, nghiền ngẫm kho sách luật để trợ giúp các tù nhân khác và giải quyết vụ án của chính mình. Anh ta cho rằng mình bị xử theo luật về trùm ma túy của bang, nhưng bồi thẩm đoàn đã không được tòa giải thích về khái niệm trùm ma túy là gì, vai trò ra sao. Năm 1995, tòa phúc thẩm New Jersey đồng ý điều này, hủy tội danh trùm ma túy nhưng giữ nguyên bản án của Isaac Wright với tất cả 9 tội danh khác. Lần này, bên công tố kháng cáo. Tháng 5 năm 1996, tòa án cấp cao New Jersey giữ nguyên quyết định của tòa phúc thẩm, phán quyết rằng thẩm phán tòa sơ thẩm Michel Ibrani đã đưa ra những chỉ dẫn sai lầm cho bồi thẩm đoàn về tội danh trùm ma túy. Tòa cấp cao dành quyền quyết định có xét xử lại vụ án hay không cho cấp sơ thẩm. Nhưng khi này, thẩm phán Michel Ibrani đã vào tù vì tội biển thủ gian lận thuế bất động sản. Trong khi đó, công tố viên cứng rắn lấy lừng phụ trách vụ án Isaac Wright, Nicola Bissell, cũng vừa bị kết án với 30 tội danh liên bang về gian lận thư tín, trốn thuế và lạm dụng quyền lực. Khi bị cảnh sát tìm thấy trong một căn phòng trọ rẻ tiền ở Nevada, ông ta đã tự bắn vào đầu để tránh đối mặt với bản án 8 năm tù. Isaac Wright đệ đơn yêu cầu giảm án. Tòa đã giảm tiền bảo lãnh của Wright từ 500.000 USD xuống 250.000 USD. Vụ án được đông đảo công chúng quan tâm, ủng hộ và do đó, Wright đã quyên góp đủ số tiền bảo lãnh để được tại ngoại tháng 12 năm 1996 trước khi tòa ấn định phiên xét xử lại. Cuối cùng, ngày 3 tháng 12 năm 1997, tại phiên tái thẩm, các bị cáo năm xưa đã rút lại lời chứng chống lại Wright, thừa nhận công tố Bissell thao túng, bản thân không quen biết Isaac Wright. Các cảnh sát và thám tử quận sau đó cũng nhận khám xét và bắt giữ người khi chưa có lệnh, đề nghị truy tố khi không có chứng cứ. Thẩm phán xác định, cảnh sát đã điều tra gian dối và cố tình che đậy hành vi gian dối đó, dẫn đến vi phạm các quyền hiến định cơ bản của bị cáo,
Đây là vụ án mà các quan chức cảnh sát cấp cao nhất ở quận này đã ngang nhiên coi thường hiến pháp, thẩm phán nói. Tháng 7 năm 1998, bên công tố do đó bác mọi cáo buộc đối với Isaac Wright và bồi thường cho cựu tù nhân này 487.000 USD. Wright dùng tiền tiếp tục học cùng lúc hai đại học, tốt nghiệp cử nhân khoa học Đại học Thomas Edison vào năm 2002 và lấy bằng luật tại trường Đại học Thomas năm 2007. Sau 9 năm thử thách, Isaac Wright chính thức được Tòa cấp cao New Jersey phê chuẩn gia nhập đoàn luật sư bang năm 2017. Ông trở thành người đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Mỹ bị kết án tù chung thân, được trả tự do và được miễn tội, sau đó được cấp phép hành nghề luật bởi chính tòa án từng kết tội mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại với những video tiếp theo.